nhưng bông cải ngọt, mình bông cải nó một nguyên cái là nó đẹp lắm, mẹ mua có nửa cái à, bông cải gì lạ ớn rồi. Sun. 建筑面积310万平方米，东内可容纳16000名人员办公。而在造型方面，莫迪卡110
Lần đầu tiên mình mua luôn, mình cũng không biết cái rau gì nữa. Nhưng mà ở đây người ta kêu bằng cái gì, bông cải mà cũng không phải bông cải xanh nha, bông cải gì cũng không biết nữa. Thấy nó lạ quá, và nó đẹp ghê lắm luôn á, nó đẹp chứ nó không biết nó có ngon hay không. Nhìn nó đẹp quá không? Đó, bữa nay em đi ra ngoài chợ, bữa nay ra ngoài chợ thấy cái bông bán cái này nó giống như cái bông vậy đó. Nó nói ủa sao bông gì lạ vậy, bông cải gì lạ vậy, bà nói bông cải thường ở đây người ta kêu bằng gì, cai lãnh hoa, không phải là cái bông cải thường mình hay ăn cái bông cải màu xanh với màu trắng không. Còn ở này cái màu xanh của nó đẹp lắm, mà nó hình nó lên như là cái bông gì đẹp lắm. Ở đây kêu bằng cai lãnh hoa. Cái lá nó cũng giống như cái lá cải, mà cái bắp cải á, chứ không phải là cái bông cải thường mình hay ăn cái bông cải màu xanh mà, đúng không? Người ta nói ngon hơn cái bông cải màu xanh kia. Em nghe cái người bán á, nói là cái bông cải này ăn nó sẽ ngon hơn cái bông cải màu xanh kia. Mà nó cũng rẻ lắm chứ nó không mắc đâu, nó rẻ lắm. Hồi bôi em mua cái này chạy như có 6 đồng à, có sao có năm đồng à, chứ cũng không mắc hơn cái kia bao nhiêu. Bà xin hả đi? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bác xin nói đi. Hả giáo sư, bà quên đi xin nói đi. Đi. Đi xin nói đi, xem. Bà xin nói đi. Xin nói đi. Đi bước khỏi xin nói. Hả? Bà nhớ, chào bà. Bà giáo sư. Chào bà. Bà giáo cân đi xin. Và yêu chi nạc cơ cho dành chi nạc cơ tháng hậu thử sao gọi chi trai dân à. Chào ấy đó.